về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học ngữ văn 7 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các con thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chủ đề khúc nhạc tâm hồn. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau bước sang chủ đề tiếp theo mang tên Cội nguồn yêu thương. Các con ạ, như cây cối khi bắt rễ vào đất sẽ xanh tươi, đơm hoa, kết trái. Con người có cội nguồn yêu thương làm điểm tựa sẽ hạnh phúc và luôn vững vàng trên hành trình trưởng thành. Cô hy vọng với những bài học trong chủ đề này sẽ khơi gợi cội nguồn yêu thương trong trái tim các con, để các con luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng tình yêu thương đối với cội nguồn gốc rễ của mình. Các con thân mến, để có thể đọc hiểu và nắm bắt tốt những văn bản thuộc chủ đề cội nguồn yêu thương, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số tri thức ngữ văn trong chủ đề này nhé. Trong phần tri thức ngữ văn, các con cần lưu ý giúp cô một số kiến thức như sau. Thứ nhất, đó chính là việc thay đổi kiểu người kể chuyện. Thứ hai là một số kiến thức về số từ và phó từ. Đầu tiên, đó chính là việc thay đổi kiểu người kể chuyện. Trong chương trình ngữ văn 6, các con đã được làm quen với kiểu người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. Các con cũng đã được tập dượt thay đổi ngôi kể qua nhiều hoạt động trong các bài học ở chương trình ngữ văn 6. Ví dụ như kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân vật tự chọn, hay tưởng tượng và kể lại những cảm xúc của nhân vật cáo trong đoạn trích nếu cậu muốn có một người bạn sau khi chia tay hoặc từ bé. Hoặc là đóng vai một nhân vật kể lại chuyện cổ tích, vân vân. Đến với bài 3, cội nguồn yêu thương trong chương trình ngữ văn 7, chúng ta sẽ được cung cấp một số kiến thức mới về sự thay đổi kiểu người kể chuyện trong chuyện kể. Trong một chuyện kể, nhà văn có thể sử dụng cùng một lúc nhiều người kể chuyện ngôi thứ nhất, cũng có thể kết hợp người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. Sự thay đổi kiểu người kể chuyện xuất phát từ ý đồ nghệ thuật của tác giả. Việc lựa chọn mỗi ngôi kể khác nhau và phối hợp các ngôi kể trong quá trình tự sự giúp nhà văn biểu đạt được những điểm nhìn, những khía cạnh khác nhau của sự việc, của con người, tạo được sự phong phú và hấp dẫn cho câu chuyện, gợi được các tầng, các chiều ý nghĩa. Ví dụ, trong tác phẩm Hoàng tử bé, ở những chương đầu, tác giả sử dụng người kể chuyện ngôi thứ nhất. Ví dụ, như trích ở trong chương thứ 9, tác giả có sử dụng ngôi thứ nhất như sau. Tôi muốn viết lại ở đây để không cho phép mình quên đi. Thật buồn nếu quên đi một người bạn. Đâu phải ai cũng có được một người bạn. Nhưng ở một số chương cuối, tác giả lại như chuyển lời kể chuyện cho người kể chuyện giấu mình, tức là người kể chuyện ngôi thứ ba, đúng không nào? Ví dụ như ở chương cuối, chúng ta có thể bắt gặp người kể chuyện ngôi thứ ba như sau. Hoàng tử bé đi xuyên qua sa mạc và chỉ gặp được một bông hoa. Một bông hoa ba cánh, một bông hoa không tên. Sau khi tìm hiểu xong những kiến thức về sự thay đổi kiểu người kể chuyện, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần 2, tìm hiểu về số từ và phó từ. Đầu tiên, đó chính là số từ. Số từ là những từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật. Số từ thường kết hợp với danh từ để bổ sung ý nghĩa số lượng hoặc thứ tự cho danh từ. Về phân loại số từ, số từ có thể được phân chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó chính là số từ chỉ số lượng đứng trước danh từ, gồm có
số từ chỉ số lượng xác định. Ví dụ như 4 quyển vở, 2 cái bút. Thì ở đây 4 và 2 chính là số từ chỉ số lượng xác định. Thứ hai, đó chính là số từ chỉ số lượng ước chừng, không xác định, phỏng định. Ví dụ như vài quyển vở, dăm 7 trường. Thì vài và dăm 7 chính là số từ chỉ số lượng ước chừng, không xác định, phỏng định. Nhóm thứ hai, đó chính là số từ chỉ thứ tự đứng sau danh từ. Thì nó thường đi sau các danh từ như thứ, hạng, loại, số. Ví dụ như nhà số 12. Về phần số từ, các em cần lưu ý giúp cô một số lưu ý sau. Thứ nhất, đó chính là chúng ta cần phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Ví dụ như đôi, chục, tá. Các từ này tuy cũng có ý nghĩa số lượng nhưng có đặc điểm ngữ pháp của danh từ. Có thể kết hợp với một số từ ở trước và từ chỉ định ở sau. Ví dụ như hai chục trứng này, ba đôi tất ấy, vân vân. Trong một số trường hợp, số từ chỉ số lượng xác định được dùng với ý nghĩa biểu trưng. Ví dụ như khổ trăm đường, thì ý nghĩa ở đây đó chính là khổ về nhiều mặt vì nhiều lý do. Tiếp theo là về phó từ. Phó từ còn có những cái tên gọi khác, ví dụ như phụ từ hay từ kèm. Phó từ không được dùng để gọi tên, sự vật, hoạt động, đặc điểm mà chỉ bổ nghĩa cho các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. Tức là phó từ chính là những từ chuyên đi kèm để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ. Về phân loại phó từ, căn cứ vào khả năng kết hợp với thành tố làm trung tâm của cụm từ, phó từ có thể được phân thành hai nhóm. Thứ nhất, đó chính là các phó từ đi kèm với danh từ. Làm thành tố phụ đứng trước cho danh từ và bổ sung ý nghĩa về số lượng sự vật. Khác với số từ, phó từ không thể dùng độc lập để tính đếm, ví dụ như những, các, mọi, mỗi, từng. Các phó từ đi kèm với động từ và tính từ làm thành tố phụ trước hoặc sau cho động từ, tính từ. Chúng ta có thể chia chúng thành những nhóm nhỏ như sau. Thứ nhất, đó chính là phó từ chỉ ý nghĩa, thời, thể. Ví dụ như đã, từng, vừa, mới, đang, sẽ, sắp. Hay phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự. Ví dụ như đều, cũng, vẫn, cứ, còn, lại, vân vân. Phó từ chỉ sự khẳng định hay phủ định. Ví dụ như có, không, chưa, chẳng, vân vân. Hoặc phó từ chỉ mức độ. Ví dụ như rất, hơi, quá, lắm. Và cuối cùng là phó từ chỉ sự cầu khiến hay mệnh lệnh. Ví dụ như hãy, đừng, chớ. Các phó từ trên đều đứng trước thành tố trung tâm trong các cụm động từ và cụm tính từ, trừ những từ như quá có thể đứng trước hoặc sau thành tố trung tâm và từ lắm chỉ đứng sau thành tố trung tâm. Ngoài ra, các phó từ chỉ ý nghĩa hoàn thành, ví dụ như xong, rồi, chỉ kết quả như được, mất, chỉ tương hỗ như từ nhau cũng đứng sau thành tố trung tâm. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những tri thức ngữ văn cần thiết cho chủ đề cội nguồn yêu thương. Cô hy vọng
các con đã có được cái nhìn tổng quát về chủ đề và có những kiến thức cơ bản nhất về tri thức ngữ văn để có thể khám phá các văn bản trong chủ đề này một cách tốt nhất nhé. Các con thân mến, vậy là bài học hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video bài giảng lần sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.